Tập 31. Quảng cáo ngoài có trách nhiệm về mặt kinh tế, còn có trách nhiệm về mặt văn hóa xã hội. Với thái độ khoe khoang khoác lác của cậu đây, cũng như là năng lực của cậu đối với sản phẩm, chưa kể là cậu còn coi thường người tiêu dùng nữa. Tôi không tin một đạo diễn giống như cậu có thể tạo ra thứ gì hay ho. Chuyện kiêng kỵ nhất của quảng cáo chính là giả tạo. Rõ ràng đó là một đống phân chó, cậu lại bắt nói là bánh ngọt. Đổi tóc tai ăn mặc sao? Vậy có phải cậu cũng đổi nước hoa luôn không? Anh nhìn đi, anh đang làm cái gì vậy? Nè, anh Lưu. Cô đây là... Anh Lưu, xin anh dừng bước. Mục đích hôm nay mà anh tới chủ yếu là để xem quảng cáo công ích của chúng tôi. Xin anh thêm 5 phút có được không? Xem quảng cáo của chúng tôi rồi đi. Dù sao đây cũng là tâm huyết của toàn thể nhân viên chúng tôi, phải đó. Anh Lưu, thật ra hôm nay anh nhìn thấy đạo diễn Trần khác lạ như vậy. Hoàn toàn là do tôi dạy anh ấy đó. Nghiến răng rồi, cũng gãi đầu rồi, cũng đuổi theo người ta giùm anh rồi đó. Anh còn học không được. Bà của tôi nói với tôi, làm người vào lúc khổ nhất, mệt nhất thì phải kiên cường vượt qua. Tự nói với mình là tôi có thể. Tôi mới là người giỏi nhất. Làm người trong tình huống mệt nhất thì cũng phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Vậy anh cậu không mau đi. Sở dĩ đạo diễn Trần làm như vậy là bởi vì anh ấy quá để tâm tới quảng cáo này, quá để tâm tới liên quan quảng cáo. Đồng thời anh ấy cũng quá để tâm suy nghĩ của anh. Đàn ông thô lỗ. Anh đừng hiếp người quá đáng. 30 năm nay Trần Gia Minh tôi chưa từng cúi đầu với ai. Tôi chỉ hiến thân vì nghệ thuật thôi. Nếu không phải vì cái người thẩm mỹ hạn hẹp như anh đây, cái người không có văn hóa như anh đây, thì sao tôi có thể giả vờ không có văn hóa giống như anh? Cái người méo mó, không bao dung, hẹp hòi, cực đoan, thô lỗ như anh. Nếu không phải là sợ tác phẩm của tôi không được đối xử công bằng, thì tôi sẽ hại mình thành ra như vậy sao? Tôi thực sự muốn dùng bàn tay thép này của tôi tán chết anh đó. Đây không phải rất chính trực sao? Lúc nãy giả bộ ẻo lả cái gì chứ? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao? Quá cha anh cu lạ hả? Anh nghe tôi chửi đủ chưa vậy? Chưa đủ thì tôi sẽ chửi tiếp. Đủ rồi thì cùng tôi đi xem quảng cáo của tôi. Đủ rồi đó. Vậy phiền cậu dẫn đường đi. Nào, xin mời. Dưới sàn lạnh gần chết. Mùa đông năm sau nhất định phải bắt Đức Nam lót sàn sưởi ấm. Bây giờ cô duỗi tay càng ngày càng dài rồi đó. Cả Gia Minh cô cũng dám vậy. Chuyện khi nãy chút nữa là cô làm hư rồi. Phải rồi, sao xếp phí vẫn còn chưa về chứ? Sao vậy Vô Địch? Lưu Tiểu Chỉ hài lòng với công ty không? Đang xem sao? 5 phút nữa tôi về tới. Cô nói như vậy tôi căng thẳng luôn đó. Quảng cáo này, cái này muốn lý giải tại liên quan quảng cáo của Pháp, với kinh nghiệm của tôi chắc chắn không thành vấn đề đâu. Quá tuyệt luôn. Thật vậy sao? Cảm ơn nha. Chúc mừng cảm ơn nha. Được rồi, chúc mừng cậu. Cảm động lắm, thật sự rất cảm ơn. Chúc mừng cậu nha. Cảm ơn. Nè Tiểu Ngải, phim tuyên truyền quảng cáo công ích chúng ta quay cuối cùng cũng đại diện cả Trung Quốc ra mắt tại liên quan quảng cáo nước Pháp. Chúng ta được đi Pháp rồi. Tiểu Ngải, cô dẫn anh Lưu ra ngoài ngồi một chút đi. Tôi chỉnh sửa tài liệu cho anh ấy. Dạ được. Anh Lưu, mời anh đi bên này. Cảm ơn nha. Đúng là không tệ. Cảm ơn nha. Đạo diễn Trần, cuối cùng chúng ta cũng thành công rồi. Tôi đi nói với Tiểu Tây biết đã. Đức Nam về chưa?
Tôi hỏi rồi, sắp về rồi. Đừng nói với anh ta, tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ta. Đi nha. Alo, xin chào. Văn phòng chủ tịch công ty ý tưởng xin nghe. Alo. Cuối cùng em cũng về nước rồi sao? Khi nào ra ngoài uống vài ly với anh đi được không hả mỹ nữ? Sao lại là anh chứ? Cái con gián chết tiệt này. Phải đó, anh đang chờ em đó. Mấy anh đang ở dưới công ty của em chờ em nè. Đại ca, kêu cô ấy gọi thêm mấy cô gái xinh đẹp giống như cô ấy đi. Các anh ở dưới công ty sao? Phải đó, chờ để đón em mà. Em đó, mau lên nha. Em yên tâm đi, bọn anh sẽ không ăn em đâu mà lo. Thảm rồi, thảm rồi. Làm người đẹp đúng là khổ thiệt mà. Sao cái đám lưu manh đó lại tìm tới chỗ của mình chứ? Một đám cốc kẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Phải làm sao bây giờ? Chúng không ăn thịt mình chứ? Nấu, chân. Không được, không được, hoàn toàn không được. Hình như con nhỏ đó không muốn ra cho lắm. Đại ca phải làm sao đây? Không sao đâu, chúng ta canh chừng ở đây là được rồi. Chúng tới làm gì chứ? Quá tốt rồi Gia Minh, tôi thật sự rất vui cho anh đó. Ý tưởng chúng ta vinh quang nhờ có anh là anh cho chúng ta cơ hội tốt nhất để thể hiện trên quốc tế. Tất nhiên rồi. Được rồi, được rồi. Anh đi gọi Lưu Tiểu Chỉ đi, sau đó tới phòng họp ngồi nha. Tôi sẽ đi tìm họ. Không hay rồi, không hay rồi. Là hét cái gì vậy Bùi Na? Gia Minh, tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Vậy tôi đi trước nha. Tạm biệt. Lại là chuyện gì nữa? An Tây, mấy tên du côn đó tìm tới công ty của chúng ta rồi. Du côn cái gì chứ? Là mấy cái tên quấn lấy chúng ta vào cái hôm Noel đó, sau đó cùng chúng ta vào đồn cảnh sát. Cái gì chứ? Sao lại có thể như vậy? Cái cô này, cô chém gió cái gì đây? Nè Trương Cường, cậu làm gì vậy? Làm gì sao? Nè Sếp Phí, lại có người thay mặt con nhỏ xấu xí này. Vô địch. Buổi tối KTV còn là quán bar. Đại ca anh nói là được rồi. Lên đây làm sao? Tôi không phải tìm cô đâu. Tôi muốn hỏi cô có quen ai tên là Bùi Na không? Không quen. Nè, ông đây có ăn cô đâu chứ? Sợ cái gì? Đại ca, lại là mày sao? Là tôi đây. Cái đám du côn đó vậy mà lại tìm tới công ty của mình. An Tây, tôi sợ quá. Mấy tên du côn đó, du côn nên cái gì cũng dám làm. Nếu như chúng làm loạn thì phải làm sao? Bọn chúng còn kêu tôi và cô ra ngoài nữa đó, uống rượu cùng với chúng. Cái gì chứ? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi được không? Nè nè, không được. Tại sao? Lần trước tôi chịu khổ đủ rồi. Đây là công ty, chưa kể Lưu Tiểu Chỉ còn chưa đi đó. Sao để cho mọi người đều biết chuyện được chứ? Huống hồ là chuyện lần trước tôi vốn không có cách nào giải thích với Đức Nam. Lỡ anh ấy hỏi tôi em quen đám du côn đó ở đâu, tôi biết nói làm sao? Nhưng bây giờ chúng canh chừng ở ngoài công ty kìa. Nếu như chúng ta lơ đi, liệu chúng có xông vào hay không? Tôi nói cho cậu biết, đừng tới quấy rầy cô ấy. Liên quan gì tới mày chứ? Liên quan tới tôi đó, không phục sao? Bị bệnh rồi, lên cho tao. Này đại ca, anh lên đi. Tao sao? Mày đúng là muốn chết rồi mà. Mày bị bệnh sao? Cậu mới là người bị bệnh đó. Nói cho cậu biết, đánh tới đánh lui như vậy cũng không phân thắng bại đâu. Chúng ta đấu trí không đấu võ. Võ miệng. Anh Lương, đều ở trong này hết. Tốt lắm. Như vậy đi, chuyện có liên quan quảng cáo chúng ta nói tới đây đã. Tôi còn có một chuyện muốn bàn với các người đây.
Thực ra tôi thấy quảng cáo công ích lần này của các người quay thật sự rất tốt. Tôi thật lòng mong các người có thể lấy được giải lớn ở Pháp. Nếu như vậy thì càng có nhiều người quan tâm tới quảng cáo công ích. Nói thật thì người làm quảng cáo cũng có chức trách của người làm quảng cáo. Bây giờ sự hiểu biết của quần chúng đối với quảng cáo công ích đúng là được nâng cao. Phải biết rằng lợi ích xã hội cực lớn trong đó mãi mãi lớn hơn lợi ích kinh tế. Cho nên tham khảo cách làm thành công của nước ngoài, gần đây tôi đã lập một cơ quan quảng cáo công cộng với mục đích dành riêng cho sản xuất quảng cáo công ích. Nhìn cho kỹ đây. Mấy lần? Hết giờ. Có phục không? Tôi không phục, làm lại đi. Được rồi, nhìn cho kỹ vào. Lách tay mấy lần? Hết giờ. Thôi đi, tao không chơi nữa. Tao không chơi đấu trí. Cùng xông lên đi. Đại ca, cảnh sát, mau chạy đi. Cơ quan quảng cáo công cộng này của tôi do xí nghiệp, công ty quảng cáo và ba ngành nghề truyền thông đại chúng tạo thành. Cách làm của chúng tôi là dùng chi phí tương đối rẻ để sản xuất ra quảng cáo công ích hoàn mỹ nhất, đem tài nguyên tinh thần và sức lực có hạn tập trung vào những vấn đề xã hội nổi bật nhất, cống hiến một phần sức cho xã hội. Cho nên tôi chân thành mời quảng cáo ý tưởng của các người gia nhập vào đó. Nếu như các người lấy giải ở quốc tế, các người với tư cách là người dẫn đầu, chắc chắn thu hút được càng nhiều công ty quảng cáo tới cống hiến cho sự nghiệp quảng cáo công ích. Tôi đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Tôi luôn nghĩ quảng cáo không cần lúc nào cũng tiền dung tục như vậy. Nói thật thì quảng cáo công ích lần này cũng là một bộ quảng cáo nghệ thuật nhất, thuần chất nhất mà tôi đã quay. Tôi luôn muốn quay những sản phẩm không phải là thương mại đóng gói đơn thuần. Phải đó, anh Lương. Tôi cảm thấy anh nói rất hay. Tôi hoàn toàn tán đồng ý kiến của anh. Tôi tin rằng sếp phía của chúng tôi cũng sẽ đồng ý. Vậy thì quá tốt rồi. Thật vui vì các người cũng nghĩ giống như tôi. Nói thật là trước đó tôi cũng liên lạc với Trác Quốc Quân của công ty Tân Nghệ, nhưng mà họ chỉ quan tâm lợi nhuận của mình mà thôi. Như vậy đi anh Lưu, sếp phía cũng sắp về rồi. Hay là anh cùng tôi tới văn phòng của anh ấy trước, chờ anh ấy về rồi các anh từ từ bàn. Được đó. Vậy thì tôi xin phép đi trước. Tôi phải tới phòng họp tụ tập Tiểu Tây bàn về chuyện đi Pháp cái đã. Tạm biệt nha. Đi đây. Anh Lương, chúng ta đi. Được. Mọi người có thể mở ra xem trước một chút. Chút nữa lúc thảo luận thì cho thêm vài ý kiến. Các người cũng ở đây sao? Tôi muốn nói với mọi người một tin tốt động trời. Mọi người có nghĩ cũng nghĩ không ra đâu. Nào nào nào, chúng ta hãy cùng chúc mừng đạo diễn xuất sắc nhất. Mọi người biết hết rồi sao? Này Gia Minh làm tốt lắm. Anh đúng là bản hiệu vàng của ý tưởng chúng ta đó. Tôi là vàng không phải là bản hiệu đâu. Đức Nam vẫn chưa tới sao? Sắp tới rồi. Đáng ghét thiệt đó. Sếp Phí, anh có sao không? Tôi vừa tính đi báo cảnh sát, nhưng mà sợ anh ta ra tay trước, cảnh sát sẽ bắt anh. Đừng nói là anh có một tay thật. Tôi đương nhiên có một tay rồi. Cậu vốn không tính ra tay. Tôi thấy cậu luôn đứng ở đó nhìn, không tính tới giúp tôi. Không phải đâu sếp. Tôi tính vào tìm một thứ tiện tay để ra giúp anh thôi. Nhưng mà tôi vừa ra đã bị anh đánh chạy hết rồi. Chứ còn gì nữa. Tôi coi thứ cậu lấy đồ chơi gì. Nè Đại Hùng, cậu thiệt tình. Nên tôi rất bái phục anh đó. Tay không tất sắc, có thể xử lý đám du côn này. Tôi làm công việc của cậu đó. Tôi nhìn thấy một đám du côn dở trò trước cổng công ty mà mặc kệ được sao? Còn ra cái thể thống gì? Chuyện hôm nay tôi đánh nhau với chúng không được kể cho bất cứ ai biết. Dạ. Có chết cũng không được nói ra. Yên tâm đi sếp. Ngay cả nằm mơ tôi cũng không nói ra chuyện này đâu. Nói phải giữ lời đó. Mặc dù tôi rất thích nói mớ. Anh Lương,
Thông qua quay quảng cáo công ích này, tôi hiểu hơn rất nhiều về những đứa bé giống như Tiểu Vũ. Tôi tin sau khi quảng cáo công ích này được chiếu, sự quan tâm của mọi người với những đứa trẻ này sẽ càng thêm cụ thể và chân thành. Đây chính là sức mạnh của quảng cáo công ích. Anh Lương, không biết anh tới, đã để anh chờ lâu rồi. Chào cậu. Sếp Phí, anh có sao không? Không sao đâu, không sao hết, không có sao. Tiểu Vũ, con người tôi đúng là không nhịn được. Cậu nói coi, tôi nằm mơ cũng phải nói mớ. Rốt cuộc cậu nói gì với tôi vậy? Cậu đã nói chục lần rồi. Nhỏ tiếng chút đi. Muốn nói thì nói nhanh lên, đừng có như ăn trộm. Khi nãy tôi nhìn thấy sếp Phí đánh nhau với Du Côn ở ngoài đường đó. Vậy sao? Sếp Phí của chúng ta sao? Làm gì có chuyện đó. Đánh nhau kiểu gì chứ? Là như vậy, trái một đấm phải một đấm, trái một đấm phải một đấm, một trận như tử. Mạnh dữ vậy, chứ còn gì nữa. Nhưng mà cậu đừng nói là tôi kể nha, phải giữ bí mật đó. Giữ bí mật cái gì vậy? Đâu, đâu có chuyện gì đâu. Vậy sao các người cứ khoa tay múa chân như vậy thì làm sao? Thật ra thì đừng có nói. Sếp Phí kêu tôi không được nói đâu đó. Vậy thì sếp Phí nói cái gì? Anh ấy kêu tôi là đừng nói ra chuyện anh ấy đánh nhau với Du Côn. Phải quên sạch từ đầu tới cuối, không được nói ra. Tốt quá. Vậy thì anh đừng có nói. Ngoan lắm. Cái tên miệng rộng nhà cậu. Quá tốt rồi. Chủ địch cô nghe chưa? Gia Minh rất có khả năng nhận giải. Ý tưởng sắp vang danh quốc tế rồi. Đơn quảng cáo của chúng ta sẽ ầm ầm kéo tới. Phải đó. Cảm ơn anh nhanh Lương. Chúc mừng cậu. Chúc mừng cậu nha. Chúc mừng cậu. Ngài Du Địch, pha một tách hồng trà Lipton cho anh Lưu đi. Cô nào không có ở đây, chấp giả cho cô. Dạ không sao, anh Lưu, anh chờ chút nha. Được rồi, cảm ơn cô nha. Mời anh ngồi. Nè An Tây, hai chúng ta cứ trốn ở đây hoài hay sao? Thôi chết rồi, hối tội nữa rồi. Alo, Ngô Dung, tôi sẽ qua đó ngay. Tôi đang xử lý một vài chuyện, sẽ nhanh thôi. Được rồi, gặp ở phòng họp nha. Cô coi đó, tôi phải đi chào hỏi mọi người rồi. Nhưng mà Trương Cường bọn chúng, chờ tôi về rồi nói. Khoảng một tiếng rưỡi thì chúng cũng không xông vào đâu. Hy vọng là như vậy thôi. Sachima, bán cho cô drama tô chản này cần không? Một bữa cơm trưa vào ngày mai thế nào? Vậy thì chốt đi. Cái gì chứ? Sếp Phí bị người ta đánh sao? Cứ như vậy, sếp Phí đánh người ta tàn phế luôn. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dông. Tam đao lục động la hán quyền. Sếp Phí liền đánh chết người luôn. Sao? Tôi chết chắc rồi. Trương Lan chắc chắn sẽ nói chuyện này do tôi nói ra. Phí lời, đâu phải là cậu không biết mạng lưới tình báo của cô ấy. Hơn nữa tôi đảm bảo, trước khi tan ca, cả công ty không ai không biết. Chết rồi làm sao đây? Chắc chắn sếp Phí chặt cái đầu của tôi luôn đó. Ngày này năm sau, tôi đốt vàng mã cho cậu nha. Sếp Phí đánh chết ai? Làm sao đánh chết chứ? Đánh chết ở đâu? Chuyện này hình như là cô phải đi hỏi chị La Lan. Chuyện này hình như là cô phải đi hỏi Mã Sa Sa. Chuyện này hình như là cô phải đi hỏi Trương Lăng mới đúng. Chuyện đó thì cô phải hỏi Đại Hùng. Lúc sếp Phí về, đám Du Côn đó đã dây ngoài cổng. Sau đó thì sao? Sau đó tôi nhìn thấy sếp Phí vô tới, tay đấm chân đá cái tên cầm đầu đó. Anh ấy liều mạng đánh, trái một đấm, phải một đấm, trái một đấm, phải một đấm. Không phải chứ, sếp Phí. Được rồi, sau đó thì sao nữa? Sau đó tôi nghe sếp Phí nói, quát to một tiếng. Này Trương Cường, tôi cảnh cáo cậu đó, đừng có quấy rầy cô ấy. Trương Cường, sau đó thì sao nữa? Sau đó thì tôi đi tìm đồ chơi, chạy tới tính giúp anh ấy, thì đám Du Côn đó đã bị đánh chạy mất rồi. Nè nè, Du Địch, Du Địch, Du Địch, Du Địch à, Bùi Na.
Cho nên tôi muốn mở ý tưởng các cậu cùng gia nhập cơ quan quảng cáo công cộng này. Khi nãy tôi đã nói với trợ lý Lâm của các cậu rồi. Cách nghĩ của chúng tôi rất thống nhất. Ủng hộ công ích chúng tôi rất sẵn lòng. Chỉ là gần đây ý tưởng khối lượng kinh doanh tăng đột biến. Chúng tôi hơi bận rộn thôi. Sao Du Địch còn chưa về chứ? Hay là như vậy đi, tôi suy nghĩ thêm chuyện này. Chúng ta qua đó trước, họ chờ ở phòng họp lâu lắm rồi. Lịch trình của tôi rất dày đặc, tôi còn có việc, các cậu họp trước đi. Anh Lưu, hay là uống trà đi rồi hãy. Nè Buna, đám du côn đó lại tới tiệm cua. Vậy thì đã làm sao? Cái đám du côn đó tôi vốn khinh thường lắm, cho nên sếp phí vì tôi mới đánh nhau với bọn chúng. Vì cô sao? Tất nhiên rồi. Sao có thể chứ? Đánh chết tôi cũng không tin. Phải không Vô Địch? Nè Vô Địch. Nè. Đám du côn đó đúng là quá mắc ói. Mặc dù cũng là vì tôi quá xinh đẹp, có điều kiểu nhân viên văn phòng cao cấp như tôi sao để ý chúng được chứ? Sếp phí thấy ngứa con mắt mới thay tôi dạy dỗ chúng, đánh cho chúng chạy hết. Tôi tạm biệt anh trước nha. Chúng tôi sắp đi Pháp rồi. Thầy ghét ghê quá, có lố vậy không? Và mình đâu có nằm tính như vậy đâu mà ôm cậu đâu được chứ. Nói gì đó. Mặc dù vinh quang ở ngay trước mắt, nhưng mà mọi người không được buông lỏng. Tiếp theo đây, quảng cáo của Unilever vẫn là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta phải nhân cơ hội đi nước ngoài tham gia quảng bá. Vậy nên tôi phải phiền mọi người cố gắng hơn một chút nữa. Yên tâm đi Đức Nam, chuyện đi Pháp lần này anh cứ giao toàn quyền cho em và Gia Minh là được rồi. Nhưng mà sức khỏe của em... Em không sao đâu. Bây giờ em muốn làm việc, muốn làm thêm chút gì đó cho anh và ý tưởng. Không được sao? Không được đâu, em mà đi Pháp anh không yên tâm. Đức Nam, cậu cũng thiệt tình. Nói như thế nào thì An Tây cũng là bà chủ của ý tưởng chúng ta không phải sao? Cậu phải tin tưởng vào năng lực của cô ấy. Cứ để cô ấy đại diện ý tưởng đi Pháp đi. Đây cũng là sở trường của cô ấy phải không? Được rồi, vậy chúng ta họp trước đi. Hù chết tôi rồi. Nè An Tây, cái đám du côn đó, cô ồn ào gì vậy chứ? Có chuyện gì tới chỗ tôi rồi nói. Không cần đâu. Bọn chúng đã... Bùi Na tìm em có chút chuyện. Chúng ta về văn phòng rồi nói. Nè An Tây, An Tây, tôi nói cô nghe nha. Bọn chúng... Sếp phí, vết thương của anh... Cô nhẹ tay chút đi. Sếp phí, sao Trương Cường bọn họ lại chạy tới công ty của chúng ta quấy rầy Bùi Na chứ? Thiệt tình, anh phải báo cảnh sát mới đúng. Cái gì? Quấy rầy Bùi Na? Không phải là lúc nãy anh còn đánh nhau với chúng sao? Đều là vì bảo vệ Bùi Na mà. Không phải vậy hả? Đại Hùng, cậu chết chắc rồi. Là ai nói với cô tôi đánh nhau với chúng vì bảo vệ Bùi Na vậy? Là Bùi Na tự nói. Cô ta ngốc, tôi cũng ngốc. Thôi được rồi, cứ cho là không phải. Nhưng sự thật là khi nãy anh đánh nhau phải không? Phải đó, là tôi đánh nhau. Nhưng không phải vì bảo vệ Bùi Na đâu. Vậy thì vì cái gì chứ? Nè anh Tây, tôi vẫn chưa nói xong mà. Rốt cuộc cô có não hay không? Chẳng phải lúc nãy tôi nói với cô rồi sao? Chuyện du côn tới tìm chúng ta không được để Đức Nam biết. Nhưng anh ấy đã biết rồi. Anh ấy còn đánh bại chúng vì tôi nữa đó. Đây là sự thật mà. Là thật đó, tôi nghe Đại Hùng nói. Anh ta nói sếp phí vừa về công ty, nhìn thấy đám du côn đó chặn ở cổng, liền qua đó đánh chúng, vừa đánh vừa nói. Nè Trương Cường, tôi cảnh cáo cậu nha, đừng quấy rầy cô ấy nữa. Cô nói coi, anh ấy không vì bảo vệ tôi thì còn bảo vệ ai? Hình như người bị quấy rầy không phải là chỉ mình cô. Ý cô muốn nói, anh ấy vì bảo vệ cô, dĩ nhiên rồi. Chắc chắn anh ấy biết đám du côn đó chặn ở cửa là muốn gây phiền phức cho tôi, vì tôi. Anh ấy mới đánh nhau với chúng. Hình như không phải đâu.
Chúng đâu có nói là tới tìm cô. Người chúng tìm là tôi đó. Chẳng phải cô cũng nói chúng muốn tìm tôi sao? Sao Đức Nam lại biết đám du côn đó tới tìm chúng ta chứ? Không lẽ anh ấy biết chuyện chúng ta theo dõi anh ấy sao? Chắc không đâu. Nếu như mà anh ấy biết thì sao anh ấy lại không gây với tôi chứ? Kỳ lạ quá. Cho nên tôi nghĩ vẫn là anh ấy muốn bảo vệ tôi. Không không, là bảo vệ cô. Dĩ nhiên là bảo vệ cô rồi. Cái tên ngốc này, vậy mà lại đánh người khác vì mình sao? Cái gì? Anh là dì tôi sao? Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn bè tốt mà. Tôi có nói với chúng, nếu chúng dám tới đây thì phải qua ải của tôi trước. Đức Nam, An Tây, Ship Lý, Ship Phí, vậy tôi về văn phòng trước nha. Ngồi đi. Vết thương trên tay của anh không sao chứ? Không sao đâu. Còn tính không đợi công với mình sao? Sao anh lại bị thương? Phải rồi, anh đã liên lạc với một người bạn. Vợ của anh ấy là chuyên gia tim phổi rất tốt. Anh tính để cô ấy khám cho em. Không cần đâu. Em muốn tranh thủ thời gian trước khi chữa trị, làm xong công việc trong tay trước đã. Anh coi bây giờ công ty nhiều chuyện như vậy. Công ty nhiều chuyện thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em. Anh quyết định rồi, lần này đi Pháp dị giải em không được đi đâu. Alo anh. Cái gì bác sĩ? Không cần đâu. Em có bác sĩ riêng rồi mà. Nhân dân đã giới thiệu cho em một bác sĩ. Em biết rồi, anh yên tâm đi. Dạ được. Nhân dân, bạn phổ thông của em sao? Phải đó. Là như vậy, cậu ấy có một người bạn thân bây giờ đang ở Pháp. Chồng của người đó đúng lúc là chuyên gia tim phổi rất nổi tiếng. Cho nên em tính lần này đi tiện thể qua đó kiểm tra luôn. Quá trời là vậy sao? Vậy thì tốt rồi, em đi đi. Và chú ý sức khỏe đó, nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng để mệt. Anh coi anh đó, đã bôi thuốc chưa? Alo, Di Minh. Bây giờ sao? Nhưng thôi được rồi, em tới ngay. Tìm được người đó rồi sao? Quá tốt rồi. Tôi nói rồi mà, đang tin tìm người ở tòa nhà Bằng Trình chắc chắn không sai. Chết rồi. Bị đụng xe chết. Sếp Phí, ai chết? Xin lỗi nha, chút nữa tôi gọi lại cho anh. Vô Địch, là như vậy. Vốn dĩ tôi muốn giúp ba cô tìm ra nhân chứng của tai nạn xe, để mà chứng minh ba của cô vô tội. Nhưng mà nhân chứng đó đã chết rồi. Chết rồi sao? Tại sao lại chết chứ? Không được, ba của tôi không thể chịu tội quan cả đời được. Hay là như vậy, tôi đi tìm cảnh sát giao thông để check camera. Nè nè Vô Địch, tôi tra qua rồi, đường đó căn bản không lắp camera. Không lắp camera sao? Chuyện này... Phải rồi, chắc chắn là còn chở thêm một nhân chứng. Nhưng tôi cho người dán thông báo nhưng không tìm được người này. Vậy cô đừng sốt ruột. Nếu ba của cô trong sạch, sự việc sẽ lộ chân tướng. Nó không chừng hai ngày nữa nhân chứng sẽ xuất hiện thôi. Được rồi. Này Vô Địch, cái gì đây? Sếp Phí, đây là quảng cáo công ích mà anh Lưu đã kêu chúng ta làm đó. Tôi nghĩ nó rất có ý nghĩa. Có ý nghĩa. Nhưng mà trước mắt chúng ta không thể dồn công sức vào đây. Chúng ta vẫn phải lấy lợi ích kinh tế làm trọng. Nhưng mà Sếp Phí,
Tôi nghĩ lợi ích xã hội tốt đẹp có thể mang tới lợi ích kinh tế đó. Chuyện này sẽ cộng điểm cho ý tưởng. Hơn nữa ý nghĩa lại sâu xa. Trong quảng cáo công ích này có thể nhìn thấy tinh thần trách nhiệm của ý tưởng. Và chuyện này là chuyện chúng ta nên làm. Nói hay lắm. Chị Dung, Đức Nam, ý kiến của trợ lý Lâm càng ngày càng có trình độ đó, cậu thấy sao? Về chuyện này, hay là như vậy đi, chúng tôi làm một bản báo cáo về phương diện này, còn thử đầu tư. Nếu được thì mọi người ngồi xuống thảo luận đi. Sếp Phí, bây giờ tôi đi làm ngay. Khoan đã, Vô Địch, cô quá bận rồi. Giống như chuyện này phải giao cho An Tây. Nhưng mà không sao đâu, tôi muốn san sẻ nhiều hơn vì các anh. Sếp Lý, gần đây sức khỏe của cô ấy hình như không được tốt. Tôi nghĩ anh nên ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn. Chờ cô ấy khỏe lại rồi, không phải hai người kết hôn là được rồi sao? Cậu coi đó, các người nói coi An Tây giống cái gì chứ. Biết rồi mà. Tôi xin phép đi trước nha. Xin phép nha Sếp Ngôn. Xin phép Sếp Diệp. Tạm biệt. Đức Nam, tôi càng ngày càng thích cô trợ lý này của cậu rồi. Tôi cũng có cảm giác này. Hình như An Tây không có ở đây. Chỗ tôi có mấy mẫu thiệp cưới. Tới lúc đó hai người chọn đi. Chọn xong thì nói cho tôi biết. Dạ được, vậy tôi đi trước đây. Tôi tiễn chị nha. Được, tôi cũng tiễn chị. Ngô Dung không cần đâu. Không cần, phải tiễn. Tôi mang theo xiên thịt dê này thì làm sao chứ? Các người nhìn cho rõ đi. Tôi là Bùi Na. Sếp Phí. À không, là sếp Phí của các người. Phí Đức Nam của tôi. Anh ấy đã chị tôi. Đánh nhau với bọn du côn đó. Tại sao chứ? Bởi vì anh ấy sắp kết hôn với An Tây, bạn thân của tôi. Anh ấy phải lấy lòng tôi chứ. Bằng không nếu tôi bất mãn với anh ấy, ai mà không biết quan hệ bám váy đó của cô chứ. Tôi mặc kệ. Công ty có quy định. Tôi không thể để cô ngang nhiên mang thịt xiên vào trong thời gian làm việc được. Nếu không thì tôi sẽ bị trừ lương. Vậy nên con người cô đã định sẵn giàu không nổi rồi. Nếu cô lo cho tiền lương như vậy thì mau lấy lòng tôi đi. Bây giờ tôi là quý nhân của công ty. Cô nghĩ coi, Phí Đức Nam đánh nhau chị tôi là đánh nhau đó. Các cô tập hợp ở đây làm gì? Sếp Phí, Sếp Ngô, Bùi Na muốn đem thịt dê nướng vào công ty đó. Đúng là không thỏa đáng. Chỉ một lần thôi mà. Nếu không phải chỉ còn lại cái này, tôi đâu có thèm ăn. Bây giờ không phải chuyện cô muốn ăn hay là không muốn ăn. Được rồi Đức Nam ạ. Nana, không có lần sau đâu đó. Mau tới phòng nghỉ ngơi ăn thịt nướng xong đi. Em coi cái mùi này. Tôi dám cá không phải như vậy. Được, cô cá bao nhiêu? Ý là gì đây? Cá cậu không phải vì Bùi Nam mà đánh nhau. Dĩ nhiên không phải rồi. Ai nói? Đại Hùng đó. Là Bùi Na tự nói. Nghe cô ta nói bậy sao? Cảm ơn chị Dung nha. Chị Dung, chị làm việc trước. Tới lúc đó chúng ta lại gặp nhau ở nhà hàng. Tôi lo chuẩn bị tiệc mừng công. Được rồi, chút nữa gặp. Tôi bận quá, tôi không tới đâu. Vất vả cho hai người rồi. Tôi thật sự mừng cho ý tưởng đó. Là chuyện nên làm thôi. Đi nha. Nào, chị Dung. Xong xuôi. Cậu đừng có mà đố kỵ với tôi đó. Tôi đố kỵ sao? Nè Đại Hùng, Sếp Phí, ai cho cậu kể chuyện tôi đánh nhau cho cả công ty biết chứ? Muốn tôi tức chết sao? Sếp Phí, là tôi sai rồi. Anh không đuổi tôi đó chứ? Xin anh đó. Tôi không phải là cố ý đâu. Cậu có biết cậu làm như vậy đã tạo phiền phức cho tôi cỡ nào không? Là tôi sai rồi. Cậu sai rồi. Cậu không sai. Người sai là tôi. Cả công ty tin ai không tin lại tin cậu. Tôi thật sự không biết là trên thế giới này còn tin ai được nữa. Sếp Phí, Sếp Phí, anh không đuổi tôi chứ? Đứng ở trạm gác của cậu đi. Đã nói với cô rồi, kêu cô đừng có dùng mấy photo của công ty. Sẵn giấy, khỏi cần tốn tiền mình. Đây là chuyện của tôi. Dùng máy của công ty trong lòng của tôi sẽ không yên đâu. Này Vô Địch,
Gì vậy? Đổi nghề tay trái làm phát quảng cáo sao? Sếp Phí, đây là mẫu tin tìm người. Tôi tính sau khi tăng ca, tới chỗ ba của tôi xảy ra tai nạn xe tìm hiểu thử. Tôi tin là sẽ tìm được manh mối. Sau khi tăng ca tôi đi cùng cô. Không cần đâu sếp Phí. Là thật đó, anh đã giúp tôi nhiều rồi. Chút chuyện này tôi tự giải quyết. Nếu mà anh có thời gian thì anh ở bên cạnh sếp Lý nhiều hơn chút đi. Tôi luôn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng mà hôm nay cô ấy có hẹn rồi. Không sao đâu. Giúp người thì giúp cho trót. Anh Tây, chúc mừng em đã lấy được đề cử của liên quan quảng cáo. Cảm ơn nha. Bây giờ mọi thứ của ý tưởng đã vào quỹ đạo. Anh nghĩ có phải em nên trả lời lời đề nghị của anh lần trước hay không? Di Minh, em rất cảm kích ý tốt của anh. Nhưng mà nói thật nha, tương lai tốt đẹp mà anh miêu tả cho em, em không thể nào động lòng được. Cho nên bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không thể nào quay đầu lại được rồi. Giờ không phải muốn em quay đầu, là em muốn cùng anh sáng tạo tương lai. Nhưng mà em không thể dứt bỏ hiện tại của em. Nhưng phía Đức Nam anh ta, em tin anh ấy. Em luôn tin anh ấy cho em hạnh phúc. Em cảm thấy như vậy. Em cảm thấy em và anh ấy hiện giờ mới thực sự bắt đầu. Nói như vậy là anh hết cơ hội rồi phải không? Anh Tây, em đi cùng với anh đi. Anh đã từ chức rồi. Phí Đức Nam có thể vì em làm những chuyện này không? Em xin lỗi. Đức Nam cũng vừa nói với em, không có bất cứ chuyện gì quan trọng hơn là em. Hơn nữa anh ấy cũng làm như vậy. Hôn lễ của chúng em đã dời lại vào tháng sau. Vậy anh chúc phúc cho em. Anh thấy rất mừng cho em đó. Em cũng thật lòng chúc phúc cho anh. Cảm ơn. Xin chào, giúp tôi tìm một người được không? Cảm ơn nha. Nè cô à, cô coi đi. Mấy ngày trước có một người đã đụng phải một bà lão ở đây. Sau đó anh ta lái xe chạy mất. Xin lỗi, giúp tôi tìm người được không? Hai ngày trước có người này đã đụng một người đó. Anh coi thử đi, cảm ơn nha. Anh ta đã đụng một bà lão, sau đó được một tài xế cứu. Thật ngại quá làm phiền anh vài phút. Nè anh ơi. Anh à, anh xem thử cái này đi. Anh đừng có đi mà, tôi chỉ muốn hỏi anh một chút thôi. Anh đừng đi mà. Nè nè, bắt họ lại đi. Ở đây cấm phát quảng cáo đó. Quảng cáo? Chúng tôi đâu có phát quảng cáo. Đừng chưa phân rõ mà bắt người ta chứ. Tôi không phải phát quảng cáo. Cái người phát quảng cáo nhiều năm chưa bắt được cuối cùng cũng lọt lưới rồi. Nè anh, tôi nghĩ chắc anh hiểu lầm rồi. Sếp Phí không phải là phát quảng cáo đâu, mà là ông chủ của một công ty quảng cáo chính quy. Tôi là trợ lý của anh ấy. Không tin thì anh coi đi, có danh thiếp. Còn nữa nha, xin các anh nhìn cho kỹ. Chúng tôi phát mẫu tin tìm người. Như vậy đi. Tôi hiểu tâm trạng của các người. Nhưng mà các người muốn tìm người thì có thể tới đài truyền hình để mà tìm mà. Đừng có ích kỷ nghĩ tới chuyện của mình mà ảnh hưởng môi trường của người khác, phải không? Các người đi đi. Nè. Cuối cùng cũng được shopping một bữa rồi. Lại còn được người ta trả tiền nữa chứ. Còn được gọi phần hai người. Xin chào. Cho tôi một chỗ. Một chỗ. Thưa cô, cho hỏi cô có đặt trước không? Không có. Nhưng bây giờ chỗ ở đây đã được đặt hết rồi. Sao lại như vậy chứ? Khủng hoảng kinh tế rồi. Mà sao còn nhiều người ra ngoài ăn cơm vậy chứ? Đúng là nhà giàu bốc mùi. Là cái mùi gì không biết. Thôi khỏi đi. Tôi có bạn ở đây. Tôi ghép bàn. Xem đi. Được. Tôm hùm ở chỗ này chắc tươi ngon hơn bên ngoài đó. Nếu thích thì chúng ta ăn thử đi. Dung Dung. Ai vậy? Chị Dung, chị cũng ở đây sao? Bùi Na, trùng hợp quá. Tôi đang rầu chị không tìm được chỗ đây. Tôi ngồi ở đây, chị Dung, chị không để ý chứ? Quan ngân. Nè Bùi Na, một mình cô chạy tới đây ăn cơm. Không phải là cô nên... Cô đúng là rất có nhã hứng nha. Đương nhiên rồi, tâm trạng của tôi luôn vui vẻ. Nè phục vụ, cho thêm bộ chén đũa đi.
Nào, gọi món đi. Không cần chọn nữa, chúng tôi đã gọi rồi. Thêm một người nữa, tất nhiên là phải gọi món chứ. Bằng không làm sao đủ ăn. Rất hồn nhiên. Phải hồn nhiên. Phục vụ, cho tôi thêm một phần cua xào bánh gạo nha. Thêm một phần, nè đủ rồi đó. Đủ rồi, chưa đủ. Tôi nói là đủ rồi, không đủ thiệt mà. Nóng quá, nóng, chết tôi rồi. Mau lên, vào nhà vệ sinh đi. Xin lỗi nha, tôi thật là vô ý. Đi mau đi. Xin lỗi. Tôi xin lỗi nha. Xếp quần sao? Xếp cà vạt. Chờ chút đi. Bùi Na này cũng thiệt tình, chạy tới chỗ này phá đám hay sao? Tôn bộ chết tiệt, làm việc bất lực. Xếp quần sao? Chờ chút nha. Đây là lần đầu tiên Dung Dung qua đêm ở nhà của tôi. Tôi cố tình chút say anh ấy đó. Thật không ngờ anh ấy lại bị dị ứng. Chị coi đi, chị coi cái miệng kìa, sưng thành như vậy luôn. Nè Bùi Na, cô đang cho chị ấy xem cái gì? Xem cái miệng xúc xích tôi chụp lần trước khi anh bị dị ứng đó. Cô chụp khi nào? Thì là lúc anh ngất xỉu đó. Chị coi đi, ở trên mặt còn cười dâm đảng như vậy nữa. Bùi Na, cô quá đáng lắm, tôi nói cho cô biết. Chị Dung à, Dung Dung nhà của tôi đáng yêu lắm phải không? Đúng là quá đáng yêu. Tôi cũng không biết cậu ấy đáng yêu như vậy đó. Bùi Na, tôi phải kiện cô xâm phạm quyền riêng tư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.